thành phố Bến Tre. Thành phố Bến Tre. Đây, đi qua cái cầu. Đi qua cầu Hầm Luông á. Phải qua thêm cái cầu Hầm Luông. Trung tâm của thành phố Bến Tre. Đây cái bạn dấu hiệu. Mình chỉ đi qua thôi, mình không có ghé tham quan được. Chiều rồi, bây giờ là 4 giờ mấy chiều rồi? 4 giờ 20 rồi. Chạy thẳng. Giờ mình phải chạy thẳng về là qua cầu Hầm Luông.
lòng. Dừng xe mua bán trên cầu mình phải chạy chậm 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 tốt, tại vì qua cầu Hầm Luông này mình không biết khi nào có dịp mới quay lại. Về Vĩnh Long đó chú. Về
Dạ. Qua cầu này. Qua thêm cái cầu này. Chợ Ba Giác rồi hỏi thêm. Rồi cảm ơn cô chú. Trên Google Maps mà mình đi trên